Các con thân mến, buổi trước thầy đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện thứ nhất về rùa và thỏ. Thỏ tuy chạy nhanh nhưng kiêu căng, chủ quan, lười biếng và mải chơi, lại còn ngủ trong lúc thì chạy, cho nên đã thua rùa. Tuy chậm mà chăm chỉ và nghiêm túc. Chuyện rùa và thỏ tiếp diễn như thế nào thì mời các con lắng nghe câu chuyện thứ hai. Sau khi thua rùa, trong thỏ hỗn độn rất nhiều cảm xúc: xấu hổ, thất vọng, hoang mang. Trong đầu luôn luôn vang lên câu hỏi: tại sao mình lại có thể thua cuộc được nhỉ? Và thỏ tự đưa ra rất nhiều câu trả lời. Cuối cùng, khi nghiêm túc kiểm điểm bản thân thì nó nhận ra rằng mình bị thua không phải vì mình yếu kém, mà là vì do mình quá tự tin, lười biếng, mải chơi và thiếu kỷ luật. Nó quyết định mời rùa tham gia cuộc thi một lần nữa, và rùa mỉm cười đồng ý. Lần này thì các con vật trong rừng lại tập trung chứng kiến. Sau khi thỏ và rùa đứng vào vạch xuất phát, các con vật lại đồng thanh hô to: 1, 2, 3, bắt đầu! Thỏ rút kinh nghiệm lần trước, lập tức phóng đi và tập trung hoàn toàn vào cuộc đua, không dám xào nhãng, không dám dừng lại. Và nhoáng một cái, nó đã đến đích. Rùa biết rằng nếu thỏ tập trung thì mình có thể sẽ thua cuộc, nhưng rùa vẫn rất nghiêm túc, chạy, chạy và chạy, vẫn không bao giờ dừng lại. Các con vật trong rừng chạy theo đồng thanh cổ vũ cho rùa. Khi thỏ về đích trước thì các con vật trong rừng đều nói lời chúc mừng, nhưng sau đó quay trở lại động viên rùa. Và điều ngạc nhiên là không con vật nào chê bai rùa, mà trái lại đều tỏ ra rất tôn trọng rùa. Các con thân mến, qua câu chuyện thứ hai này, chúng ta rút ra được một số bài học. Một là nếu như bạn nhanh nhẹn và biết tận dụng lợi thế của mình trong khi vẫn tập trung nghiêm túc thì bạn chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Nhưng mặt khác, nếu như bạn không nhanh nhưng bạn luôn nghiêm túc, chăm chỉ, cần mẫn, có thể bạn sẽ không về đích sớm nhất, nhưng sẽ về được đích, và bạn sẽ được mọi người tôn trọng. Câu chuyện về rùa và thỏ vẫn còn chưa kết thúc. Tiếp diễn ra sao thì mời các con đón nghe tiếp vào buổi sau. Còn bây giờ, thầy mời các con giải một bài toán. Bạn nào có lời giải chính xác và nhanh nhất thì sẽ nhận được những phần quà có giá trị và ý nghĩa. Bài toán số 2. Sau khi thua chạy với rùa, thỏ tức lắm nên thách lại rùa. Lần này, ngay sau khi cùng xuất phát, thỏ không dám chủ quan nên chạy một mạch đến đích và cầm cờ thắng, quay trở lại gặp rùa để chế giễu. Khi gặp thỏ thì rùa mới chạy được 1% quãng đường thi chạy. Biết rằng mỗi phút thỏ chạy được hơn rùa 990 mét, hỏi hôm nay mỗi giờ thỏ chạy được bao nhiêu km, rùa chạy được bao nhiêu mét. Chúc các con hoàn thành tốt bài toán và nhận được những món quà ý nghĩa và giá trị.